thể loại nhảy dân gian và nhạc kịch. Top 10 bước nhảy ngàn cân đã mang đến những màn trình diễn đầy nghệ thuật và hấp dẫn. 10 câu chuyện với những cung bậc cảm xúc khác nhau cùng sự tiến bộ trong từng động tác vũ đạo đã gây bất ngờ cho cả khán giả lẫn ban giám khảo. Anh Quang, Anh Kiệt và Chí Lễ là những cái tên thuộc nhóm nguy hiểm tuần qua. Với tiết mục chưa thực sự ấn tượng, Chí Lễ là thí sinh tiếp theo phải chia tay với chương trình. Đêm nay, ai là thí sinh tiếp theo phải ra về? Đón xem bước nhảy ngàn cân, đêm thi thứ 5 ngay bây giờ. Bây giờ chúng ta cùng chào đón top chính của bước nhảy ngàn cân. Giới thiệu Ngọc Sơn và Phạm Linh. Thùy Vân và Anh Quang. Anh Nguyên và Thanh Long. Anh Kiệt và Xuân Thảo. Thủy Thiên và đại diện Sơn Long. Minh Thảo và Lâm Minh Hải. Huyền Thanh và Quang Đăng. Anh Khoa và Úc Thanh Long. Xin chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Quý vị khán giả thân mến, bước nhảy ngàn cân là hành trình giảm cân đầy gian khó của các thí sinh nặng cân. Khi tham gia với chương trình bước nhảy ngàn cân, các thí sinh của chúng ta sẽ được tập nhảy, tập thể hình và dĩ nhiên điều quan trọng đó là họ được ăn uống một cách khoa học và thực đơn sẽ được cố vấn bởi các chuyên gia dinh dưỡng của chương trình. Ngoài ra, hàng tuần các thí sinh còn phải tham gia những thử thách cực kỳ gian khó và thử thách trong tuần này đã khiến cho các thí sinh lắc đầu. Độ khó ngày càng tăng cao tuần này, đó chính là thử thách sân vận động. Ngày hôm nay tại sân vận động này, chúng ta sẽ có những thử thách mới, khó khăn hơn và khắc nghiệt hơn nữa. Chúng ta nên nhớ rằng đây là một cuộc thi chứ không phải là cuộc chơi. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Cảm giác rất là ngỡ ngàng và chưa thể nào mà định hình được thử thách này nó là cái gì. Đối diện với chính mình để nói ra sự thật là mình đã làm được gì và không được gì trong những cái tuần qua. Ở những bài tập mình cảm thấy mình quá sức, mình không thể làm được. Cái thử thách thứ hai mà anh Ngọc Tình đặt ra cho mọi người đó là một thử thách cực kỳ kinh khủng. Khi mà về tới đích thì mình nghĩ là mình không còn cảm giác ở chân. Cố lên. Cảm giác bước chân mình đã bắt đầu chùn xuống. Thật sự là lúc ấy mình rất nặng. Và mình nhiều lúc mình muốn là thôi dừng lại đi. Khi mà tới nửa chặng là cảm thấy là không thể đi nổi và phải dừng lại. Mình chạy và mình thở bằng mồm như thế thì cái cổ họng của mình nó rất là rát, cảm giác không thở được. Khi mà đoạn cua thì cái xe đấy đã đâm vào tường và mình đã làm cho anh Kiệt bị đập đầu vào tường. Và lúc đó là mình choáng váng hết luôn, mình không thấy đường luôn. Nhiệm vụ thứ ba là phải chạy cầu thang, là mình phải chạy 5 vòng. Bắt đầu là mình thấy đau cơ của hai bắp đùi và của hai cái bắp chuối. Cảm giác đầu óc rất là choáng váng. Anh
Trường Giang thân mến, anh có thích ngắm nhìn mình ở trước gương hay không? Để ngắm mình trước cái gương là một điều vô cùng khó khăn đối với những người xấu. Bởi vì nhiều khi nhìn cũng buồn. Tại sao mình có một cái nhan sắc như thế? Nhưng em hỏi anh có thích không? Thì dĩ nhiên Trường Giang thì luôn tự hào đứng trước gương rằng là tôi không đẹp nhưng mà được cái lùn. Anh ơi, giống như các thí sinh đã chia sẻ thì đứng trước gương mình phải chân thật với mình nhất. Đừng tự dối lòng nữa. Có những thứ quá ngắn thì làm sao kéo cho dài ra được hả anh? Ý là nói tôi đó. Nhưng mà mãi mãi giá trị về tâm hồn luôn đứng đầu. Bởi vì cái thử thách nó mang tên là hãy đối diện với chính mình để nhận ra mình một cái hình ảnh nó trực diện nhất và hoàn toàn chân thật nhất. Cho nên em chỉ lo là các thí sinh á, sau 5 tuần rồi thì đã giảm được khá nhiều cân. Có thí sinh đã giảm được hàng chục cân nữa cơ. Thì có bao giờ họ bị lơ là hay là ỷ y để quên mất rằng nhiệm vụ giảm cân là rất quan trọng? Vâng, chính vì đó họ phải tập trung nhiều hơn. Bởi vì giảm cân là một trong hai cái điều quyết định tới cái việc họ dừng bước hay là đi tiếp. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa về cách tính điểm. Tổng điểm của thí sinh là số điểm trung bình của giám khảo cộng với phần trăm giảm cân của họ tuần vừa qua. Những người sẽ đưa ra quyết định về số điểm cho thí sinh sau bài thi luôn là những người quyền lực. Và sau đây chúng ta sẽ cùng gặp bộ ba quyền lực đó. Xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Đàm Vĩnh Hương. Xin chào Trân Quý Trân. Và nam thiên tài Hoài Linh. Ở tuần trước thì Ngọc Diệp thấy có những tiết mục đã khiến cho ban giám khảo phải đứng lên vỗ tay và tán thưởng. Chắc chắn là mỗi vị giám khảo của chúng ta đã chọn được một tiết mục mà mình yêu thích nhất. Xin được nghe ý kiến của anh John Huy Trần. Tuần trước mấy bạn diễn mấy cái tiết mục rất là hay. Nhưng mà đối với John Huy thì John Huy rất là ấn tượng với cái bài của Quang Đăng và Huỳnh Thanh. Vì cái bài đó là một cái câu chuyện rất là ý nghĩa. Và đây là một cái lần John Huy cũng rất là tự hào với Huỳnh Thanh. Tại cái lần này Huỳnh Thanh không phải là thí sinh cuối cùng để lên sân khấu và diễn cái bài của mình. Và cái bài đó rất là thành công, rất là hay. Vâng, đó chính là ý kiến của anh John Huy. Có vẻ như anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng không được thống nhất và có những ý kiến khác, phải không ạ? Đúng là tuần vừa qua thì các bạn đã mang lại rất là nhiều những cảm xúc khác nhau, làm cho chúng tôi phấn khích, nhảy theo cũng có nè, lấy nước mắt của chúng tôi cũng có nữa. Tuy nhiên, là một người chuyên làm về giải trí, thì tôi đánh giá cao về cái phần thi của anh Khoa và Âu Thanh Vân. Nó mang một sự văn minh, tiếp cận rất là gần gũi và sát với lại cái nhìn của thời cuộc. Cái ý kiến của mỗi người thì khác nhau. Có lẽ là tôi thích khác hơn hai người này. Bởi vì cái nào nó động lại trong tôi nhiều nhất thì tôi thích. Thành thử ra tôi thích cái bài của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Xong hai người này tôi cũng thấy hơi phản bội cái Ngọc Sơn đó nha. Tôi nhớ tuần trước đó là hai người này cũng dành rất là nhiều thời gian nói về cái tiết mục đó. Không phải là những tiết mục khác không hay. Nhưng mà nếu cái tiết mục của Ngọc Sơn và Phạm Lịch mà nó không để lại ấn tượng thì chắc chắn sẽ không bao giờ dành cái thời gian nhiều như vậy. Nhưng mà tôi thấy cái bài đó hay, động lại cho khán giả được một cái gì đó, ít nhất cho các bạn trẻ một cái gì đó. Nó rất là sâu. Cái gì đó là cái gì đó trời ơi, trở mặt chứ gì, đúng không? Cái này là tự lật mặt cho tôi mà trở mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự hội ý từ ban giám khảo và họ phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tiết mục nào để lại ấn tượng với họ nhiều nhất? Xin mời. Đúng vậy, thật ra thì cái sự tranh cãi đó hay là nhầm xí xí. Hưng, bây giờ cho nói cái này trước. Hãy dùng cái chữ kính lão đắc thọ là cái dao cái đó qua anh là nhà quân quốc liền. Em chưa hề thấy anh già, cho nên em không cần phải kính lão. Anh trẻ dễ sợ luôn. Anh trẻ lắm. Dạ. Yeah. Em nhìn em tưởng là em của em luôn đó. Trong chương cảm trình. Ơn anh Hưng, cảm ơn anh Hưng. Vâng, nói thì nói chứ anh Linh nói chưa có gì trật hết trơn, anh Linh nói đúng. Dạ thưa anh Linh, em xin được nhường anh nói trước. Thật sự ra thì Linh thích cái tiết mục của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. John Huy, how about you? Em thì em không muốn thay đổi. Ok. Ở nơi đây, anh ấy là cao cả. Em mặc dù rất thích nhưng sẽ đè cái thích của mình xuống và chiều theo ý anh. Vâng. Số 1. Vậy là chúng ta có hai sự lựa chọn dành cho tiết mục của Ngọc Sơn và Phạm Lịch. Thế còn anh John Huy ạ? Là hai sự lựa chọn là đủ rồi ha. Quyết định rồi, rõ rồi.
Và chúng tôi xin vui mừng, chúc mừng cho chủ nhân của thuê bao. Hãy tiếp tục bình chọn bằng cách theo dõi chương trình và chọn lựa tiết mục mà ban giám khảo yêu thích nhất để có cơ hội trúng được 10 triệu đồng của chương trình. Trước khi đến với tiết mục đầu tiên, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Và kính thưa quý vị, mỗi tuần cái độ khó ở các thử thách càng lên cao theo cái sự phát triển về thể lực của các thí sinh của chúng ta. Và họ cảm thấy cái tuần vừa rồi là một cái thử thách vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên chủ đề thì lại vô cùng dễ thương. Đó chính là disco. Khi Trường Giang chỉ cần đưa một cái chân ra là anh John Huy. Wow. Em thấy nếu mà anh Trường Giang nhảy disco thì rất là hợp lý. Vì tại... disco chỉ là quăng cái tay tùm lum và hông và lưng và vai không, và không, nó không, lửa và vui thì nó tự do vui xua đúng không? Chúng tôi không thể nào chấp nhận một người gọi là thầy về nhảy mà nói là nhảy tùm lum. Và sau đây là điệu nhảy disco. Âm nhạc. Đây là một cái thể loại disco mới. Anh thấy là hai bạn thể hiện cái thể loại đó rất tốt. Quá, John Huy ơi. Và chúng ta xin mời những cái lời có vẻ như không thích lắm từ anh Đàm Vĩnh Hưng. Cái cách của John Huy diễn tả là đúng. Cái nhảy disco nó có từ rất là lâu. Và nó gần như nó diễn tả một cái sự tự do phóng khoáng nhất của cái người đang sử dụng nó và nhảy theo những cái nhịp điệu của nó. Rất tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Quay trở lại với chương trình. Ủa sao cho mấy người kia ý kiến, không cho tôi ý kiến? Thấy chưa? Nhắc rồi. Mà cứ hay qua mấy cái khúc nguy hiểm. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Cái thời của tụi tôi cũng nhảy disco chứ. Nhưng mà bây giờ ra nghe nói disco là một cái thể loại tự do, muốn nhảy như thế nào thì nhảy. Thì cuối cùng tôi thấy Trường Giang lại rất là hay. Em lại đi ngược lại với cái tuổi thơ của mình. Tức là giống như đang vô cái ổ kiến lửa vậy đó. Dặm âm đùng vậy là ra hết. Vậy là anh khen. Anh cũng đã từng bị kiến lửa cắn y chang em rồi, cũng giải y vậy đó. Và bây giờ thí sinh nào đây? Sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Họ sẽ rất vui nhưng đầy áp lực. Vui bởi vì sao? Bởi vì họ là những người có phần trăm giảm cân tốt tuần vừa qua. Áp lực là vì sao? Bởi vì họ chưa biết rằng là giám khảo coi tiết mục đầu tiên sẽ có cảm nhận gì và cho điểm như thế nào. Và tiết mục của họ tuần trước lấy được rất nhiều cảm tình từ giám khảo. Đó chính là Anh Khoa. Vì mập béo cho mình cảm, rất nhiều lần tôi đã bị từ chối. Từ chối một cách phũ phàng, cho dù trong tấm lòng đó là một tấm lòng chân thật đi chăng nữa. Anh xấu quá, anh mập quá, anh béo quá, anh không xứng với em. Một tháng vừa qua thì mình đã giảm được 12,5kg. Nhưng mà khi nhìn vào tấm gương đó thì mình cảm thấy con người của mình vẫn chưa ốm lại được bao nhiêu cả. Trước khi vào đây á, thể lực của mình cực kỳ yếu. Đối với thử thách mình cảm thấy rất là sợ là mình sẽ xỉu hoặc là mình sẽ nôn mửa ra. Nhưng mà thật sự không có. Mình chỉ bị sốc phần hông thôi, tại vì bụng mình đang to. Mình cảm thấy mệt. Nhưng khi mà về tới nơi thì mình cảm thấy không bị đuối cơ và không hề có một cái di chứng nào. Các huấn luyện viên có nói là mình đang bị chững lại số ký và mình phải tập với cường độ cao hơn nữa. Cái lối sống của mình trước kia thật sự nó tệ lắm. Ăn ngủ thì suốt ngày. Khi mà bước vào chương trình á, mình nghiệm ra ăn đúng giờ, đủ chất, đủ lượng. Cái thứ hai, tập luyện đều đặn. Và cái thứ ba, đó là tình cảm của những người anh em. Và nhất là với một người chị, thì bây giờ mình gọi là chị yêu, là chị Ốc Thanh Vân. Mình với chị Ốc tuần này thì tập rất là nhanh. Cái mục tiêu của đêm diễn thứ năm này đó chính là tiến chứ không lùi. Be alive.
Khoa và Ốc Thanh Vân đã hoàn thành phần thi của mình. Tôi thấy hai bạn là có một sự kết hợp nó rất là ăn ý, và các bạn có những cái động tác rất là mạnh giống cái thể loại nhạc này, và những cái động tác nó cũng rất là khó. Tôi cho rằng là cái phần thi này là một cái phần mở màn khá là thú vị cho cái chương trình của chúng ta đêm nay. Chúc mừng Ốc Thanh Vân và anh Khoa nha. Cảm ơn anh ạ. Xin mời giám khảo John Huy Trần. Đây là một cái thể loại disco kinh dị. Cái bài này ghê lắm, nhưng mà cái ghê này là rất là hay. Anh thích cái ghê này. Và trong cái bài này nó có nhiều cái bất ngờ. Và đây là cái lần đầu tiên em thực sự em thấy, em chưa bao giờ thấy ai đẻ trên sân khấu. Born to be alive là nghĩ ra cái điều đó mình thấy nó rất là ghê. Nhưng mà lúc em làm thì anh thấy nó cũng ghê, nhưng mà nó rất là giải trí. Và cái mắt của Ốc trong cái bài này làm cho anh thực sự rất là sợ, nhưng mà cái sợ đó anh cũng thích. Cái bài này cũng có nhiều bất ngờ về cái phần Michael Jackson của Khoa. Anh thấy nó rất là tốt. Và biên đạo Huỳnh Mến dựng một cái bài rất là hay cho hai em. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Về phục trang rất là tốt, đúng trong vi luôn. Không thể nào có thể nào mặc giống hơn được nữa. Quá tuyệt vời rồi. Hưng thấy sự cố gắng rất là rõ trong từng động tác của các bạn. Tính toán được những từng chiêu từ đầu cho tới khi kết thúc luôn. Có nhiều chiêu được tung ra ở đúng mọi giai đoạn khác nhau. Anh thích nhất là cái động tác nằm và trường của Khoa đó. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là uyển chuyển. Chỉ có một giây là cái động tác nó không được cùng nhau thôi. Chỉ đúng cái đó thôi. Còn tất cả đều là tốt hết. Một tiết mục mở màn như vậy là quá tuyệt vời rồi. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ ban giám khảo cho điểm được chưa ạ? Anh chấm bài này 7 điểm. 7 điểm. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Vỗ tay không được đã lắm khi mà nghe con số 7 đúng không? Thì Hưng đời Hưng ghét nhất là nghe tiếng vỗ tay nhỏ. Và Hưng bị bệnh nặng lắm, bị ghiền nghe tiếng vỗ tay. Cho nên là Hưng cho 8 điểm. Xin mời anh Hoài Linh. Tôi cũng đồng ý với Đàm Vĩnh Hưng là gửi đến các bạn 8 điểm. Và điểm trung bình của anh Khoa 7,7 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời hai bạn cùng tiến lên chiếc cân phía trước để xem trong tuần qua bạn đã nỗ lực giảm cân như thế nào. Thí sinh anh Khoa cân nặng cũ 95,7 cân, cân nặng mới 92 cân, giảm 3,7 cân, tương đương 3,9%. Và tổng số điểm của bạn là 11,6 điểm, xin chúc mừng. Qua nhiều tuần thi đấu thì các bạn càng ngày càng chứng tỏ được sự tiến bộ của mình. Có thí sinh sau vài tuần thì đã giảm được gần 20kg. Và bây giờ Trường Giang xin chia sẻ một điều là dạo này rất khó ngủ. Sao giờ anh bị lâu chưa? Mà có điều gì trăn trở hay sao mà... Tức là vì công việc và nhiều vấn đề phải suy nghĩ mà mình tìm không ra cái đáp án á. Tức là nhiều khi anh tự hỏi là ủa tại sao mình không được đẹp? Cái điều này thì ai cũng biết rồi, không sao tại đâu. Tại sao mình không được cao? Thôi đừng có buồn nữa tại mà. Tại sao mình không được xinh trai đẹp gái? Nhưng tại sao lại duyên dáng đến vậy? Nghĩ hoài nghĩ không ra. Cái này là tâm bệnh. Tâm bệnh hả? Bệnh tâm. Bỏ đi, bỏ chữ sau đi. Nhưng mà tại sao tự nhiên cái tán dương mình hoài vậy ta? Không phải, đây là vấn đề Trường Giang muốn nhắc tới. Bởi vì sao? Có một thí sinh tiếp theo không ốm nhưng dễ thương vô cùng tận. Em biết đó là ai rồi. Ai? Vâng, xin được giới thiệu thí sinh Thủy Tiên. Có những lúc một động tác mà mình tập đến 2 tiếng đồng hồ và mình cũng không để ra dáng được. Lúc như thế mình cảm thấy rất bất lực, rất có lỗi với cả anh Ngọc Tân và bạn nhảy Sơn Lâm, muốn bỏ cuộc. Nhưng mà hai người đó luôn luôn bên cạnh mình, động viên để mình cố gắng hơn. Và mình sẽ cố gắng để đẹp hơn. Chân phải của mình đau tại vì hôm trước mình vừa bị vô ếch. Mình không nghĩ là mình có thể kéo được chị ý chạy được một đoạn là mình sẽ phải đi bộ. Nhưng mình đã chạy bon bon và mình không cảm giác mệt mỏi như trước nữa. Khi nhìn vào gương, tự dưng nước mắt mình chảy ra. Mình chỉ nghĩ lại là ngày trước mình sống rất ỷ lại. Khi vào đây không có bố mẹ bên cạnh, không hiểu sao lúc ấy mình thấy là trên đời này bố mẹ mình lại yêu thương mình nhỉ.
những lần đi thể dục thì cũng có bố mẹ đi bên cạnh. Nhưng bây giờ vào phòng tập gym tập một mình, nhìn chung quanh một hàng ghế xe đạp, lúc ấy chỉ mong được chạy đến ôm bố mẹ, nói con yêu bố mẹ lắm. Một tháng nay rồi mình không được gặp bố mẹ. Bài nhảy của mình thì lúc đầu có chút gì đó là lãng mạn nhẹ nhàng. Có một cảnh là Lâm phải ôm mình và đỡ cả một cái thân hình nặng hơn 100 cân của mình. Thà đỡ ấy là Lâm phải đau lưng, còn tức ngực, khó thở thì chắc là sẽ có rồi. Cho nên Lâm ơi, Lâm có gì Lâm giúp tiên, chúng mình cùng cố gắng. Mời nhận xét đầu tiên từ anh Hoài Linh ạ. Thật sự là tôi thích cái clip của Thủy Tiên á. Khi mà con khóc à. Một tháng nay con không đi gần bố mẹ, nhớ bố mẹ là. Nhưng mà hy vọng là vài tháng sau khi mà chương trình này xong, đi về lấy một cái dáng dấp rất là đẹp. Và chú hy vọng một cái điều rằng là khi con trở về lại với gia đình sau chương trình này, con trở về lại cũng vẫn cái số ký ấy, vẫn 100 bao nhiêu ký ấy, nhưng mà là hai người bên cạnh đó là Sơn Lâm nữa là hai ha. Lúc này ba bố mẹ con còn khoái hơn. Về cái bài nhảy thì rất là dễ thương, nó có tính giải trí tùy thích, nhất là cái đoạn mà Sơn Lâm và Tiên ở sống. Ngay cái đoạn cái sóng á, rất là tuyệt vời. Phải nói là Sơn Lâm đã sử dụng những cái kỹ thuật của mình để tạo cái bài diễn nó hấp dẫn hơn, nhìn nó rất là đẹp mắt. Và cũng cảm ơn biên đạo Văn Quý đã khôn khéo khi mà lựa cái bài, cái điều của nó cũng rất là chắc để cho các bạn dễ sử dụng trong cái động tác của mình, là nó rất là dứt khoát. Rồi tôi thấy bài này là một cái bài khá là hay. Cảm ơn hai bạn. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Rồi, trước tiên thì tôi phải nhìn nhận là Thủy Tiên đã có một cái sự cố gắng rất là lớn khi mà trong cái việc giảm cân của em. Nói về bài thi này, thì tuần này các bạn chọn những dòng nhạc rất nổi tiếng để làm một cái bài thi rất là thú vị. Trang phục thì rất đẹp rồi, không phải nói. Tuy nhiên, cái nhạc cảm của Tiên thì lại bị không được đã lắm, không làm cho anh thấy thích thú và kích thích. Nhưng mà cái khuôn mặt của em diễn á, ôi, nó lại ngược với cái nhạc cảm của em. Nó như là đang rất là đã. Tình tác như vậy nè, nó làm cho mình có thể quên đi cái phần mà nhạc cảm yếu của em. Tôi là thích cái động tác mà khi mà Thủy Tiên xoay bằng tay và Sơn Lâm xoay bằng chân đó, nó rất là mới. Tôi thích cái yếu tố đó. Một bài dựng rất thông minh và một cái kết rất là chắc chắn và dứt khoát. Chúc mừng các em. Và xin mời anh Trần Huy ạ. Sơn Lâm, em cũng bưng bê Thủy Tiên trong cái bài này, một cái bưng bê dài và quay mấy vòng, và cái đó cũng khó. Thủy Tiên, em cũng giữ cái trọng tâm của em để cho cái động tác quay nó không có bị tùm lum. Và anh thấy cái phần cảm nhận nhạc của em trong cái bài này, anh thấy em làm tốt. Em thấy tốt. Thì em thấy tốt, em nói tốt, người ta kệ người ta, hơi đâu mình ý kiến gì. Cái trình độ nhảy của em nó đang cao hơn nhiều anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Hoài Linh. Nói mấy cái động tác
sống và xoay tay và chân thì cái đó mình thấy rõ ràng cái sự kết hợp của hai em đang tiến bộ mỗi tuần. Và đúng cái ngoại hình của em, nó đang tốt hơn, nó đang chắc hơn, nó đang thay đổi. Và anh cảm nhận cái ở trong của em luôn. Anh thấy em tự tin hơn và anh thấy em nữ tính hơn. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 8 điểm. Đã tuyệt vời. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Để tôi cho bên đó còn suy nghĩ, để tôi cho. Dạ. Tôi cũng đồng ý với John Huy Trần, 8 điểm. Hay quá. Hơi khó chịu với sợ luôn. Tôi nói thì cứng miệng lắm nhưng mà lòng không có làm được. Thôi, 8 điểm. Và điểm trung bình của bạn là 8 điểm. Bây giờ hãy bước lên cân. Số cân cũ của bạn là 108,2 cân. Số cân mới là 105,5 cân. Bạn giảm được 2,7 cân và tương đương với phần trăm là 2,5%. Tổng điểm của Thủy Tiên là 10,5 điểm. Chúc mừng bạn. Tuy nhiên chúng ta hãy chờ đợi xem những thí sinh tiếp theo sau họ giảm cân như thế nào và trình diễn bài thi của họ như thế nào. Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng giao lưu với Đinh Ngọc Diệp vài câu. Thường thì trước khi em ra đường thì em chuẩn bị mất thời gian là bao lâu? Vài tiếng. Tại sao lại lâu đến vậy? Tóc nè, rồi trang sức nè, rồi túi xách nè, rồi giày nè, rồi make up, trang điểm nữa, nói chung là... tức là trước khi ra đường là phải phục chế khuôn mặt lại hả? Làm rất nhiều. Em không. Tôn trọng người nhìn. Không, anh nói thật là em quá đẹp, quá chuẩn, nên không cần phải sửa gì nữa cả. Anh nói thật. Dạ. Em chỉ sửa cái tính là ngon luôn. Em nghe lời anh tiếp thu và em sẽ cố gắng. Không, thực sự ra thì nếu mà tự làm được thì giỏi rồi. Còn nếu không có người, có nhiều người không tự làm được thì phải... Phải có người khác làm thay nhờ, cho mình. Phải nhờ về tóc tai. Đúng rồi. Về quần áo. Ừ. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng thì được cái là anh tự hất tóc luôn. Nên ảnh không tốn tiền làm tóc. Thật ra, một trong những thí sinh của chúng ta đang ở phòng chờ bên trong. Chưa là thợ cắt tóc. Đang chờ đợi. Vâng. Đó chính là anh Kiệt. Nhìn vô gương nói chỉ chính bản thân của mình, quá khứ là một người rất là xấu, quần áo thì bận lúc nào cũng lòi bụng lòi ngực ra hết, còn bây giờ mình không còn những cái nọng thịt ở dưới đây nhiều nữa mà từ từ nó dần nhỏ lại, có thể mốt mặt mình sẽ vi lai. Đó là một thử thách cực kỳ kinh khủng, càng chạy thì cái lực nó càng tăng lên và cái đôi chân mình nó càng mỏi. Sau cái thử thách đó mình có ngồi lên xe cho một bạn nữa kéo. Tới một cái đoạn á thì chiếc xe của mình nó bị mất kiểm soát và nó va vào vách tường. Mình choáng váng hết luôn. Có lẽ là buổi hoạt động ngoài quá nhiều chấn thương với của mình. Thì tuần này thể loại nhảy đó là disco và fun style. Khó khăn của Kỳ tuần này trong phần tập luyện đó là Kỳ phải làm quen với bạn nhảy mới đó là biên đạo Xuân Thảo. Nhưng mà hai người hợp tác cũng rất là vui. Chị Thảo đã dựng cho Kỳ một bài nêu rõ sở trường của Kỳ. Mình làm cái bài nhảy này thì nó thiên về popping. Cho nên nhanh quá nên lúc đầu cũng không theo kịp lắm. Nhưng mà từ từ giờ cũng bắt được nhịp của bài nhạc. Tiêu chí của mình trong tuần này là mình sẽ khoảng giảm được khoảng 4-5kg. Hy vọng là mình sẽ có một màn trình diễn thật là bùng nổ. Và hy vọng là tất cả quý khán giả cũng như ban giám khảo yêu thích bài nhảy của mình. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I spent all so many nights thinking how you did me wrong. But I grew strong. I learned how to carry on. Yeah, but I will survive. I will survive.
lời nhận xét của ban giám khảo ạ. Ồ, bài này rất là dễ thương. Kiệt, anh đang thấy là mỗi tuần em đang mạnh khỏe hơn. Vì mấy cái bưng bê trong cái bài này, mấy cái bưng bê rất là phức tạp. Thảo lộn qua cái lưng của em đúng không? Xong Thảo cũng lên cái vai của em cũng quay. Và em làm mấy cái động tác đó rất là mượt. Rất mượt. Anh muốn nhắc lại mấy cái tuần đầu em hay bị đơ trên sân khấu. Nhưng mà trong cái bài này không có gì đơ. Chúc mừng em, bài rất hay. Cảm ơn anh John Huy. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Trước tiên tôi phải khen Xuân Thảo cái đã. Bởi vì em đã chọn một cái bài để em dựng á, nó rất là hợp với cái anh chàng này. Bởi vì cái nghề anh này là cái nghề thợ cắt tóc mà. Và em đã dựng một cái bài dựng á, nó rất là duyên dáng và rất là khôn khéo. Kiệt càng lúc càng tiến bộ trong từng cái bước nhảy. Và anh hy vọng rằng bước nhảy của em đã đẹp rồi, và với cái sự nỗ lực của em nữa thì cái phần giảm cân của em nó sẽ đem lại cái kết quả cho em sẽ cao hơn. Cảm ơn anh Hoài Linh. Và thưa các bạn, có những động tác rất là khó và thật sự cuốn hút người xem, và yếu tố bất ngờ là cũng có luôn. Một thể thi rất là đã mắt dành cho người xem cũng như là các bạn ấy. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Và sau những lời khen tặng vừa rồi thì không biết ban giám khảo dành cho anh Kiệt những con số như thế nào đây ạ? Anh Hoài Linh. Tôi khen cách diễn, tôi khen lối nhảy và tôi khen cái sự nỗ lực của các bạn. Tôi phá lệ trong đêm nay, đầu tiên tôi sẽ cho các bạn 9 điểm. Xin cảm ơn. Anh John Huy Trần. 8 điểm. Rất là cao rồi đúng không ạ? Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. 8 điểm. Điểm trung bình của anh Kiệt 8,3 điểm. Xin chúc mừng. Một nửa số điểm còn lại của bạn đang chờ đợi ở phía trước. Xin mời hai bạn tiến lên chiếc cân. Cân nặng cũ 130 cân. Cân nặng mới 126,8 cân. Giảm 3,2 cân, tương đương 2,5%. Và tổng điểm của bạn sau phần thi vừa rồi là 10,8 điểm, xin chúc mừng. Số điểm hiện tại cao nhất thuộc về thí sinh Anh Khoa 11,6 điểm, và số điểm thấp nhất thuộc về Thủy Tiên 10,5 điểm. Trước khi đến với một thí sinh nữa, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Face Off, bước nhảy ngàn cân. Và sau đây sẽ là một thí sinh tiếp theo. Tuy nhiên chúng tôi xin nhắc lại cách thức để dự đoán tiết mục mà giám khảo yêu thích nhất ở tuần này để có cơ hội nhận được 10 triệu đồng. Và hãy soạn tin nhắn với cú pháp BN khoảng cách mã số tiết mục gửi về 6370 để có cơ hội trúng thưởng. Anh Trường Giang, em nghe nói là gu thẩm mỹ của anh rất là cao cấp. Vậy thì ca sĩ nào là người anh yêu thích nhất ở Việt Nam? Cái đó ai cũng biết là anh Đàm Vĩnh Hưng rồi. Ai cũng biết mà. Anh có thuộc được ca khúc nào của anh Đàm Vĩnh Hưng không? Em phải hỏi là có bài nào của anh Hưng mà anh không biết không? Biểu diễn bài đi mới tin. Đừng, em đừng bắt anh phải biểu diễn trên sóng truyền hình. Bởi vì khi bầu số họ thấy anh hát giống thì họ mời anh, không mời anh Hưng nữa. Hiểu không? Cái khó cho anh Hưng nằm ở chỗ anh đó. Hưng có muốn mời anh Trường Giang? Vâng, chủ nhân đã đồng ý. Ngại ghê, cứ bắt mình phải làm những cái sở trường hoài. Một tràng pháo tay cho nam ca sĩ Đàm Vĩnh Giang. Chọn đuôi mà rồi. Em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc, anh giấu yêu hương. Nhưng anh ước gì? Thôi nghỉ đi. Mày... nếu Đàm Vĩnh Hưng nó hát mười mấy năm trước mà nó hát kiểu đó là giờ không có nó rồi. Anh công bằng á. Làm quá vậy Giang. Có anh Hưng là nhưng anh ước gì? Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh đi hát á, cái tiền show thì ít mà cái tiền đền micro thì nhiều. Tức là Giang luôn. Giang cái micro xuống đất luôn. Dạ, em kể. Bây giờ em nói anh mới biết mua micro riêng luôn rồi. Dạ. Tiếp tục chương trình với thí sinh tiếp theo của chúng ta nhé. Nên vậy. Và thí sinh tiếp theo là một thí sinh đã rất rất nỗ lực. Đây là một bạn nữ Ngọc Diệp rất là ngưỡng mộ. Và xin mời quý vị hãy cùng đến với phần biểu diễn tiếp theo của
Ánh Nguyệt. Mọi người ơi, mình có thấy là mình hài lòng với cơ thể mình hiện tại bây giờ chưa? Dù là 5 tuần qua là đã giảm được 9 kg rồi, 5 năm rồi là cái việc mà trong một tháng mà giảm trên 9 kg là một việc mà mình chưa làm được đúng không? Vui lắm, nhưng mà hãy nhìn lại mình đi, cũng chưa có gì gọi là đáng kể, nhất là phụ nữ trên 30. Thử thách kéo xe, đối với mình đây là một phần thử thách khá là khắc nghiệt. Mình phải kéo thêm một người bạn nữa, nên về sức nặng dồn vô cái phần bụng rất là nhiều. Khi kéo như vậy, tập trung một cái lực quá mạnh thì mình sợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến khớp chân của mình. Mình bị bao tử, đâm ra mình phải dùng hai cái tay nắm hai cái dây ngay bụng mình chạy. Cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Chủ đề tuần này là một chủ đề khá là thú vị. Nhóm mình đó sẽ đưa ra một cái ý tưởng của bài nhảy, đó là một cô người làm rất là hay mơ mộng là muốn một ngày nào đó mình được nổi tiếng. Mỗi tuần mình không dám đặt ra cho mình một chỉ tiêu gì hết, chỉ biết là mình cố gắng hết sức để đem đến những bài nhảy hay nhất. Và sau đây sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Không nói nên lời. Oh, wow. Wow. Không, thiệt. Tại anh không bao giờ nghĩ mình sẽ có, like, mình trong cái chương trình này mình có thấy nhiều tiết mục rất là hay, rất hay rồi. Nhưng mà cái tiết mục này, ngạc nhiên, you blew me away. You blew me away. Em like, yeah, okay, baby. Yeah. Vì cái động tác trong cái bài này nó rất khó nè, rất là nhanh, rất nhanh, và cái bài biên đạo. Lộc biên đạo đúng không? Chúc mừng em biên đạo một cái bài rất là tuyệt vời cho Nguyệt. Và mấy cái phần bưng bê nó mượt, và cái lộn bánh xe của em luôn là rất thích bài này. Không cần khen cái phần này hay cái phần kia, chỉ cần nói là rất yêu bài này, yêu Nguyệt. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Và kính thưa quý vị, là khỏi phải nói thì chúng ta thấy sự hào hứng á, nó toát ra cái điệu nhảy từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Vì chắc chắn là anh Hưng thì là người rất là mến anh Nguyệt, và xin mời anh có ý kiến ạ. Khi một cô người hầu mơ mộng trở thành một vũ công nổi tiếng, và tới khi trở lại với giấc mơ bình thường thì bạn cũng đã diễn tả được khi chàng vũ công đó trở về với cái TV và bạn trở về công việc hiện tại, hoàn toàn là thuyết phục, tuyệt vời luôn. Những động tác khó, một thân hình và ký lô nặng, và nặng nhiều nhất là cái phần bụng nè, nhiều nhất luôn so với các thí sinh hiện tại như anh Nguyệt, thì những động tác như vậy đó thì thật sự là thuyết phục, rất thuyết phục.
anh phải đứng một lên nhảy. Không phải vì anh mến em, là khuôn mặt của em nó giống nghệ sĩ Kim Cương đó mà anh mến, mà hôm nay thật sự là cái khả năng nhảy múa của em và sự phấn đấu của em giảm công em leo lên tới hàng thứ ngày hôm nay rồi. Vị trí này thì đó là một sự cố gắng trên cả tuyệt vời. Anh không còn điều gì nói hơn nữa. Nếu có chữ nào nó hay hơn chữ tuyệt vời, anh sẽ nói từ đó 10 lần để tặng cho bạn thêm này. Xin cảm ơn anh Hưng. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Tôi để ý cái cách từng cái cử chỉ nhỏ, nó rất là nhỏ, chứ tôi không để ý lớn vào cái tổng thể của cái bài. Bởi vì tổng thể của cái bài khi các bạn dừng như vậy là tôi thấy là một giấc mơ của một cô gái đó là giúp việc là tôi thấy rồi. Nhưng mà tôi để ý Nguyệt và kể cả Lộc cũng vậy, hai bạn rất ăn ý từ trong cái ánh nhìn và từ những cái động tác rất là nhỏ khi các bạn di chuyển cái tay, ánh mắt như thế nào. Tôi rất là thích và cảm ơn Đình Lộc, em đã đem lại cho anh Nguyệt mấy tuần nay tất cả những cái bài nó cũng rất là hay. Bên cạnh em, anh nghĩ là anh Nguyệt có một cái chỗ dựa tinh thần cũng khá là chắc chắn và rất là tự tin trong cái cuộc thi này. Chúc mừng. Xin cảm ơn anh. Bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy. Xin mời anh. Xin phép 10 điểm. Vâng, như vậy là đây là điểm 10 đầu tiên của chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân cho đến thời điểm này. Và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Nếu mà được phép 11 thì đã cho rồi, dĩ nhiên là 10 điểm. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và xin mời anh Hoài Linh ạ. Tôi thì khó hơn một chút xíu, cho nên tôi cộng 3 đứa tôi là 30 điểm. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Quá dài, quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi. Quay, kính thưa quý vị là anh Nguyệt là đã có gia đình và có em bé. Thì chính vì vậy là cái việc giảm cân đối với người thường là đã khó, huống hồ đối với những người sau khi sanh thì nó khó hơn gấp nhiều lần. Và hôm nay bạn rất là hạnh phúc đúng không? Đúng ạ, em rất là hạnh phúc. Thật là sợ, ngoài sợ bất ngờ em không đợi luôn ạ. Cái hạnh phúc nhất là bạn được nhiều điểm từ giám khảo và mình cũng đã vượt qua được những cái khó khăn đúng không? Cảm giác lúc mà ở trong vận động kéo xe có muốn buông không? Dạ, em luôn nói là cố gắng, mình không được buông, mình không được thả. Và mình cố gắng mình nhất hết sức có thể mà để khi mà nếu mà có một ngày nào đó em có ngừng cuộc chơi em cũng không hối hận, bất cứ mình đã nỗ lực hết sức để mình đã làm điều đó. Vâng. Quá dễ thương. Rất chúng giỏi. Ta nên dùng một tràng pháo tay. Và điểm trung bình của Ánh Nguyệt đó chính là 10 điểm. Một lần nữa chúc mừng bạn. Và bây giờ mời Ánh Nguyệt lên cân. Số cân cũ của bạn là 87 cân. Số cân mới là 85,2 cân. Bạn giảm được 1,8 cân, tương đương với 2,1%. Tổng điểm của Ánh Nguyệt trong tuần này là 12,1 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là sau phần thi vừa rồi, hiện tại điểm của Ánh Nguyệt là cao nhất. Anh Trường Giang ơi, anh có tề gia nội trợ không? Anh chỉ biết yêu là giỏi nhất. Để dành đi, từ từ yêu. Dĩ nhiên không phải là em rồi. Em đâu có nói gì tới em đâu, mà em không muốn nghe về chuyện yêu của anh đâu. Em muốn giới thiệu với quý vị khán giả một thí sinh rất là giỏi việc nội trợ, giống như là cô Tấm. Thí sinh nữ hả? Dạ nam. Nam mà cho cô Tấm. Thì bởi vậy nam mà giỏi nội trợ thì đó giống như là trong cổ tích vậy đó. Đó chính là Ngọc Sơn. Cho đến cái tuần thứ 5 này thì mình đã giảm được hơn 10kg, nhưng vai mình vẫn rất to, bụng vẫn rất béo và nhiều mỡ. Mình cần phải giảm cân hơn, mình phải cố gắng hoàn thiện mình, đặc biệt là về cơ thể mình, để mỗi khi mình đi xin việc mình luôn có cái ngoại hình làm ưu thế, mình sẽ có được nhiều cơ hội trải nghiệm cuộc sống. Đặc biệt hơn là mình có thể làm cho mẹ mình tự hào khi mình đã giảm cân thành công và trở lại với một cuộc sống bình thường tốt đẹp hơn. Thử thách kéo xe ở sân vận động, cảm xúc của mình đầu tiên rất là ngỡ ngàng. Mình phải kéo hai người phải gấp hai lần mình. Cái cảm giác rất là khó khi mà mình vừa chạy đến thì bị khựng lại vì hai người đằng sau rất là nặng. Khó hơn nhất là khi mà bánh xe bị trật ra khỏi đường chạy và mọi thứ bị dừng lại. Rất là khó để bắt nhịp lại với cả nhịp chạy vừa đấy. Nhờ mọi người giúp sức, cuối cùng mình đã hoàn thành được 5 vòng chạy. Mình thấy mình đã vượt qua được chính mình.
Khi tham gia chương trình này, cái mà mình cảm thấy được nhiều nhất đó chính là sức khỏe của mình. Hy vọng hơn nữa trong tương lai xa mình sẽ trở thành một anh chàng 6 múi. Nội dung tuần này của mình là một chàng trai khá là nhút nhát khi hẹn hò với một cô gái. Có những cái đoạn mà mình gần như là né tránh cô gái đấy nhưng mà cô gái kéo lại mình. Đó là một bài nhảy khá là vui và hấp dẫn đến người xem. Những cái khó khăn mà mình gặp trong bài nhảy đó là những động tác bưng bê và những cái lắc hông. Thực sự là mình chưa quen với những cái lắc hông đó và những cái bê đỡ thì mình thường hay làm khá bị hỏng nhiều. Hy vọng khán giả và ban giám khảo cũng sẽ vui vẻ. Hãy cùng ủng hộ nhé! Trần Huy Trần. À, đúng giống em mới nói, cái bài này rất là hay. Rất hay, à, vui và máu lửa và giải trí. Nhưng mà cái hay này đối với anh thì cái hay này nó sai. Tại sao sai anh? Nó thiếu cái chất disco. Mà không phải là nếu mà mình thể hiện disco mình phải chọn nhạc disco, nhưng mà mình chưa có thể hiện cái năng lượng của disco. Cái chất của đó là jazz hơn. Swing jazz đúng không? Swing jazz, khác nhau. Hương lại thấy khác với John Huy một chút xíu. Vấn đề là bài nó kéo theo cái cảm giác cho người xem đó, là mà cảm giác nó không là disco. Chứ còn động tác Hương thấy là hoàn toàn là khó đấy. Hương thấy các em chọn những cái động tác nó đúng nghĩa là nhảy luôn đó, chứ không phải là làm trò hoặc là diễn xuất. Không có. Ngay cả khi mà nhạc chưa nổi lên là em đã nhập vai rất là tốt rồi, Ngọc Sơn đấy. Đó, em đã vào vai hẳn luôn một cái chàng trai rất là run sợ, sợ gái, mà dám hẹn hò. Bài diễn này đó nó có những cái động tác rất là đều đặn ha, có hai cú bưng bê và xoay đó, rất là khó, nhưng lại đặt phía trước nhiều quá. Chỉ còn một cái động tác mà cuối cùng nó bùng nổ và nó xoay đẹp như vậy nữa ở phía cuối thì ăn điểm tuyệt đối ha. Em đã dùng hai cái xoay nó nằm ở vị phía trên, nó hơi uổng một chút xíu thế thôi. Xin mời giám khảo Hà Linh. Mỗi tuần các bạn đem cho tôi một cái cảm xúc khác nhau. Tuần trước thì sự xúc động, thì tuần này các bạn đem đến một cái sự hoàn toàn trẻ trung. Nói như John Huy thì cũng đúng. Quy định là tuần này là disco, tuy nhiên theo tôi nghĩ thì miễn sao các bạn làm đẹp là tôi khen đẹp. Các bạn làm hay, tôi nói các bạn hay. Vậy thôi. Tôi không có thiên vị, nhưng mà bài bữa nay tôi cảm thấy tôi có một cái cảm nhận khác là Sơn bữa nay là những cái bước chân của con nhảy, những cái động tác của con nó rất là đều đặn với chị Lịch. Nói chung là hai người có một sự kết hợp rất là hoàn hảo trong cái bài này. Còn về cái chọn cách chọn nhạc như thế nào thì nếu mà bước vào vòng trong thì chúng ta cần xem lại cho nó kỹ hơn chút nữa, thế thôi. Xin cảm ơn bà giám khảo. Và điểm của giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Khó quá hả anh? Khó quá thì cho 10 điểm. cho suy nghĩ một giây lát. Xin mời anh John. Đúng là tuần này là disco, nhưng anh cũng chấm cái bài của em về cái sự giải trí
và cái kỹ thuật và cái cách tụi em thể hiện cái bài này, nhưng mà tập trung nhiều hơn về cái chủ đề của chủ đề của mỗi tuần nhá. 7 điểm. Wow, xin cảm ơn anh. Dù cho là một cái bài nhạc nó chưa đúng chính xác 100% của chủ đề disco, nhưng cái phần thi đó nó quá hoàn hảo, nó quá tuyệt vời đi, thì cái kỹ thuật với sự phấn đấu và sự tập luyện đó nó có thể ghi điểm nhiều hơn. Cho nên là tôi cộng cái điểm mà bạn muốn làm mình nổi bật trong một đám đông khi chọn nhạc Việt đó, dù nó có thể là gặp sự phản ứng nào đó đó, giống y như tôi như vậy. Tôi luôn khác biệt và tôi quái đản và bị chỉ trích rất là nhiều, nhưng tôi vẫn nhất định vẫn là tôi, cho nên tôi chọn số 8 tặng bạn. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và số điểm cuối cùng xin mời anh Hoài Linh. Điểm của các bạn thì tôi cũng vẫn quyết định là tôi cho các bạn 8 điểm thôi. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Điểm trung bình của bạn là 7,7 điểm, xin chúc mừng. Và xin mời hai bạn hãy cùng bước lên chỉ cần phía trước. Cân nặng cũ 74,1 cân. Cân nặng tuần này 72,5, giảm 1,6 cân, tương đương 2,2%. Tổng điểm của bạn là 9,9 điểm. Xin chúc mừng bạn. Sau bài thi vừa rồi, số điểm cao nhất thuộc về Ánh Nguyệt và số điểm thấp nhất thuộc về Ngọc Sơn. Và thí sinh tiếp theo đang rất hồi hộp ở phòng chờ bên trong. Và cô ấy sẽ có một bài nhảy, chủ đề là tình yêu, và đó chính là Huyền Thanh. Thời con gái mình chỉ dao động từ khoảng 50 đến 53 cân. Lúc đấy mình đang là nhân viên ngân hàng, một công việc mà rất nhiều người mong muốn. Có bé thứ nhất, mình đã tăng hơn 40 cân. Mình đã phải dừng công việc ở ngân hàng lại, vì là cái công việc đấy quan trọng hình thức rất là nhiều. Gia đình mình gặp rất là nhiều trục trặc, gặp stress nhiều, nên là đâm ra mình ăn uống lại càng mất kiểm soát. Khi mà tham gia cuộc thi này 3 tuần so với các bạn khác, ít nhất các bạn cũng giảm được chục cân đổ lên, thì mình thấy là giảm 7 cân của mình nó không ăn thua gì cả. Trong những tuần tới mình sẽ phải nỗ lực hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy là cái cơ của mình nó săn chắc hơn rất là nhiều. Nghĩa là mình chạy không còn mệt, không còn bị hụt hơi, và mình có thể dễ dàng kéo bạn thí sinh ở đằng sau. Cái sức bền và dai sức của mình nó đã tăng lên rất là nhiều. Mình đã bước vào tuần thứ 5 của cuộc thi, và khi mà vào được cái guồng quay ở đây thì mình thấy cuộc sống nó thú vị hơn rất là nhiều. Mình nghĩ là cái cảm giác đấy về sau khi mà trở về cuộc sống đời thường mình sẽ rất khó có được, nên là rất yêu từng giây phút mình ở đây. Bài tập của bọn mình lần này thì nó không quá nhiều kỹ thuật khó như những bài trước. Tuy nhiên là cái khó khăn lớn nhất của mình là phần diễn, bởi vì cái bài này yêu cầu là cái mối tình như cái mối tình đầu ấy, nhà mình bà mẹ gần hai con mà gần 30 tuổi rồi, nên diễn cảnh ngây thơ nó không ra. Tuần vừa rồi ba vị ban giám khảo thì có nói rằng là khuôn mặt của mình diễn buồn, diễn chiều sâu thì rất là hợp. Thế nên là chuyển qua tuần này thì thực sự những lời khen đấy thành áp lực đối với mình. Mình sẽ cố gắng giảm được thật nhiều cân, và quan trọng nhất là bài nhảy của mình sẽ đem lại những giây phút sảng khoái cho ban giám khảo và khán giả. La 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 la.
Và bây giờ sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Thì giống cái bài vừa rồi, đúng là nhạc này không phải mình nói là nhạc disco, và cái cảm giác tụi em chuyển qua cho mọi người không phải là bùng nổ, nhưng cái khác biệt là cái động tác. Tụi em sử dụng mấy cái động tác, nhiều động tác của disco, mấy cái động tác tay này, mấy cái động tác wave và mấy cái động tác xoay tay. Tụi em sử dụng nhiều cái động tác của disco, và cái cách tụi em thể hiện trong cái bài này, nó là một cái vui vẻ, cũng là một cái màu nhẹ hơn của disco. Thì anh thấy tụi em làm tốt, anh thích cái bài này. Cảm ơn anh. Không biết là các em có dùng chiêu là chọn một cái vòng để mình lắng và trùng xuống để bùng nổ và khác biệt cho vòng sau hay không? Anh không biết cái cách chơi đó tụi em có áp dụng vào tuần này hay không, vì nó rất nguy hiểm. Ví dụ em ở vị trí ở trên, em tự tin với số lượng cân giảm cân nhiều á, thì em mới dám chơi cái trò này được. Anh lại thấy tụi em chọn một cái bài hết sức là đơn giản, tuy nhiên cái sự giảm cân nó rất là rõ ràng. Em đã gọn hơn rất nhiều, xinh đẹp về tay chân hoặc là trang phục. Lúc trước em không dám mọc cái đầm luôn, phải che bằng các kiểu khác nhau. Ngày hôm nay vô cùng gọn gàng. Anh đánh giá bài biểu diễn này, bài dễ thương. Thật sự là nó chưa đúng với khả năng cả em và trình độ của Quang Đăng. Anh biết chắc là em còn đang giấu chiêu để dành cho tuần sau. Tuần trước thì em làm một cái cô gái chờ chồng, tức là làm một cái hòn vọng phu. Thì em nói là em dễ diễn hơn. Còn lần này là bởi vì em gần 30 tuổi rồi, em có hai đứa con rồi, em sợ diễn tả cái tình yêu đầu đời nó không có ra. Nhưng mà anh thấy em làm cũng rất là bình thường, rất là đẹp và rất là dễ thương, rất là nhí nhảnh hồn nhiên. Nói về tổng thể thì cái bài này nó đơn giản, nhưng mà để soi về chi tiết thì có những động tác thực sự nó cũng không đơn giản chút nào. Theo anh thì cái bài này nó có cái cấp độ ngộ nghĩnh của nó có cái hay riêng của nó. Chứ không phải là cứ cái disco là cứ ra cái rần rần đó, như Trường Giang có nhảy cũng đâu có ra. Anh thử ra là anh thấy là dễ thương. Và sau đây là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. 7 điểm. Cảm ơn anh. Vâng. Tôi cũng chọn điểm 7 tặng bạn. Tôi gửi các bạn 8 điểm. Xin cảm ơn anh. Như vậy điểm trung bình của các bạn là 7,3 điểm. Và bây giờ xin mời Hiền Thành lên cơn. Số cân cũ của Huyền Thanh là 69,7 cân. Số cân mới hiện tại là 67,5 cân. Giảm được 2,2 cân, tương đương với 3,2%. Và tổng điểm của bạn là 10,5 điểm. Chúc mừng bạn. Như vậy là sau phần thi vừa rồi thì số điểm cao nhất vẫn thuộc về Ánh Nguyệt và thấp nhất vẫn thuộc về Ngọc Sơn. Trước khi đến với thí sinh tiếp theo, chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Cảm ơn quý vị quay trở lại với chương trình Dance Your Fat Up, bước nhảy ngàn cân. Và sau đây sẽ là một thí sinh tiếp theo. Chúng ta chỉ còn lại 3 thí sinh đang ở phòng chờ. Đó chính là Nguyễn Thắng, Minh Thảo và anh Quang. Ai sẽ là người bước ra đây đầu tiên trong 3 người đó? Nghĩa là hai người còn lại là hai người đang gặp nguy hiểm. Và Nguyễn Thắng. Đến với thử thách kéo xe chạy xung quanh sân vận động. Lúc đầu mình nghĩ là với thể lực của mình hiện tại, việc chạy xung quanh sân vận động chắc là không có gì vất vả cả. Nhưng mà chạy được nửa vòng đầu tiên thì mình thấy hai chân như trùng xuống. Sau khi hoàn thành thử thách thì mình thở rất là gấp. Từ thử thách đầu tiên cho đến thử thách bây giờ có lẽ đây là thử thách vất vả nhất đối với mình. Thể loại mà bọn mình lựa chọn trong tuần này đó là locking và disco pha vào trong cùng một bài. Tuần vừa rồi rất là may mắn khi được ban giám khảo khen ngợi về hai cái động tác bê đỡ khá là khó ở phần cuối bài. Điều này đã làm cho mình và chị Ngọc Anh có một cái động lực rất là lớn để cho cái tuần này sẽ lựa chọn những cái động tác mà bê đỡ khó hơn, cái độ trình diễn của nó sẽ cao hơn để làm vừa lòng ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả. We'll be right back.
Nhận xét từ giám khảo Hoài Linh ạ, xin mời anh. Về cái bài của Nguyễn Thắng với lại Ngọc Anh thì thật sự ra đó, như em thấy không, cái nhạc nó rất là đơn giản, cái tiết tấu nó cũng không có cái gì gọi là ầm ĩ cả. Dạ. À, nhưng các em có cái sự kết hợp nó rất là hợp lý, tức là chia từng khoảng ra, chứ không phải là làm liên tục. À, thì làm cho mọi người phải dán mắt vào là biết tạo cao trào trong cái bài này. À, mặc dù nó không lên, nó bùng cháy kinh khủng, bởi vì cái nhạc này nó cứ dậy hoài. À, nhưng mà cái đó là cái sự khôn khéo của cái người dựng bài. Cảm ơn anh Hoài Linh. Xin mời anh Trần Huy Trần ạ. Trong cái bài này nó không có một cái câu chuyện, nó chỉ là một cái bài vui vẻ. Và đó là disco. Và đây cũng là một cái màu riêng của disco, là disco funk. Funk là mấy cái động tác locking và popping và waving là tụi em thể hiện đó rất là tốt. À, chỉ góp ý một cái phần nhỏ xíu là mấy cái phần Latin nhá. Nhưng mà đối với anh là mấy cái phần Latin nó hơi nhiều và không cần. Nếu mà tụi em thể hiện theo mấy cái vui vui, từng từng thì cái bài sẽ hay hơn. Nhưng bài này thành công. Xin cảm ơn anh John Huy Trần. Với tôi thì những động tác của các bạn là có, thuộc về disco là có, chính xác. À, tuy nhiên về Thắng, em là chuyên sở trường của em là về dance sport, cho nên là những cái bước moving, những di chuyển của em đó là nó còn bị ảnh hưởng cái hình ảnh của dance sport rất là nhiều. À, đúng không? Đúng. Không phải là những cái đưa này, đúng, hình ảnh của dance sport nó rất là rõ ràng luôn. Cái là cái đặc trưng nhất của dance sport, và em lúc nào cũng đưa vào trong bài thi của mình đều có hết. Cho nên là anh muốn thấy một gì đó khác lạ hơn. Và đúng là cái nhạc đó nó không có đủ cái đất, cái điểm nhấn, nó làm cho bị thiếu. Anh không muốn nói cái từ là gọi nghèo, là cái sự bùng nổ cho tụi em làm cho mọi người thấy tỏa sáng lên, wow lên. Nên mình chú ý là phần chọn nhạc thật là kỹ một lần nữa. Có nhiều bài disco hay lắm, hỏi anh sẽ tư vấn cho nha. Và điểm của ban giám khảo dành cho Nguyễn Thắng. Anh Hoài Linh ạ. Đang suy nghĩ. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Cũng đang suy nghĩ. Xin mời anh Trôn Huy Trần. À, bài này thì chưa biết. Chưa biết cho tôi đi. Mời anh Linh. À, ba bài liên tục của chúng ta, bài nào nó cũng có mỗi cái hay khác nhau. Bây giờ tôi cho điểm bạn này thấp hơn, bạn kia thấp hơn, thì tôi nói là tôi không có công bằng. Đó, thì tôi cũng chấm các bạn 8 điểm. 8 điểm, tôi cảm ơn anh. Không có gì sai, không có gì quá sai, không có gì không sai luôn. Là đúng phải không anh? Yeah. Ờ, thì 7 điểm. 7 điểm. Xin cảm ơn anh. Ngay từ đầu chương trình tôi đã nói là tôi rất là hợp với anh Linh và giống anh Linh lắm. 8 điểm. 8 điểm. Yeah. Điểm trung bình của bạn là 7,7 điểm. Xin chúc mừng. Và xin mời hai bạn cùng bước lên chiếc cân. Cân nặng cũ 86,1 cân. Cân nặng mới 83,7 cân, giảm 2,4 cân, tương đương 2,8%. Và tổng số điểm là 10,5 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại số điểm cao nhất thuộc về Ánh Nguyệt và thấp nhất thuộc về Ngọc Sơn. Chúng ta còn hai thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm, đó chính là Minh Thảo và anh Quang. Minh Thảo thì đã từng rơi vào nguy hiểm rồi, đã xém ra về rồi. Tuy nhiên giám khảo đã dùng quyền của mình để giữ bạn ở lại. Còn anh Quang là lần đầu tiên. Và chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Minh Thảo. Trong cái tuần qua thì Thảo đã bị chấn thương ở lưng và rất là đau. Thảo không thể chạy được như các bạn, và Thảo phải đi bộ từ từ. Thảo cảm nhận là mình đã không vượt qua được cái thử thách này. Thảo cảm thấy giảm cân rất khó. Nhưng mà trong 4 tuần vừa qua thì Thảo đã giảm được hơn 10kg rồi. Tuần vừa rồi thì Thảo giảm được đến 3kg mấy lần. Và gọi điện thoại cho mẹ thì mẹ không mừng, mà mẹ cảm thấy sợ, bởi vì Thảo giảm quá nhiều, mẹ rất là lo. Nhưng mà Thảo nói với mẹ là không sao đâu, bởi vì con ăn đúng chế độ của bác sĩ, bởi vì con cảm thấy là càng ngày con càng khỏe lên, chứ không phải là bị đuối dần. Tới tuần này thì thực sự rất nhớ mẹ rồi. Mẹ cứ yên tâm, con sẽ không sao, con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và sẽ làm thật tốt. Trong tuần này Thảo lại càng phải cố gắng hơn nữa.
Anh Hải cũng đã cho Thảo coi những video clip về các điệu nhảy disco và Thảo nghĩ là mình phải làm cho thú vị hơn, cho nên anh Hải đã có những cái động tác khá là khó. Mong là tất cả quý vị khán giả hãy ủng hộ cho đội của Thảo và anh Lâm Minh Hải nhé. Sự chia sẻ từ anh Đàm Văn Hưng. Tôi thấy là anh John Huy đang rất là hứng thú. Tôi sẽ có trường phòng chuẩn bị rồi, tôi muốn nghe anh John Huy. Xin mời anh John ạ. Đây là disco. Đây là bài disco. Tôi không phải dân nhảy mà tôi nhìn tôi cũng khoái nữa mà. Ok. Thì nếu mà mình chưa hiểu rõ là máu lửa như vậy nè, năng động, năng lượng, bùng nổ, giải trí, sáng và sexy. Vẫn là sexy. Rồi Thảo, trước khi em nhảy động tác gì em thể hiện em là gì? Là không phải là thiên thần mà thần tình yêu ạ. Thần tình yêu. Và lúc em bắn vô bùm xong anh thấy em chỉ là cái đó rất là ấn tượng, dạng như là chết với chị rồi. Và cái tốc độ trong cái bài này nó rất là nhanh, siêu nhanh, và anh cũng ngạc nhiên là em làm được, theo đi kịp. Theo được. Và đối với mấy cái động tác disco, mấy cái động tác tụi em làm, anh thích nhất là cái động tác mình kêu cái đó là cái suicide, cái tự sát, lúc bắt tay và vùm xuống đất luôn. Hay, mượt, tuyệt vời. Cảm ơn anh John và xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Thật ra thì tôi khẳng định một điều nè, tôi rất là tin vào cái sự mà tính toán về bài vở và dàn dựng của Lâm Vinh Hải. Mặc dù là bạn thi ở sát cuối rồi đó, nhưng mà tôi rất tin và đánh giá cao, tôi hy vọng là cái gì đó nó bùng nổ. Và đúng là như là mọi người đã thấy rồi đó, Minh Thiện, hình ảnh của Minh Justin Thiện Phai qua bàn tay của Vinh Hải, hình ảnh tóc xù đen, anh em của nhà Michael Jackson đã được tái hiện. Rồi một chút gì đó của một thần tình yêu bắn trúng anh chàng da màu này, với những động tác chắc và tinh tế, và nó gây cái kích thích cho người xem như vậy. Ôi, có thể nói là không, tôi chỉ đứng là biết đứng là mà nhảy theo, và làm sao muốn cho các bạn nhảy ra đừng có dừng lại, nhảy liên hoan, nhảy hoài để tôi thưởng thức. Rất tuyệt vời, cảm ơn Lâm Minh Hải. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe ý kiến từ giám khảo Hoài Linh. Tôi nói câu này có lẽ hơi vô duyên một chút, mà tại vì tôi coi clip hồi nãy giờ thì tôi thấy có một người lúc nào cũng hy sinh ngồi lên xe, đó là Ngọc Sương, để cho hết người này kéo tới người kia kéo. Hình như sao là hình như con nhẹ nhất hay sao đó. Đúng rồi, anh nó nhẹ lắm anh à. Cho nên là ai cũng toàn mấy chị nữ toàn kéo con không à. Còn về cái phần trình diễn của các bạn, nó tỏa sáng như cái bộ đồ các bạn đang mặc, rất là sáng. Và nó bùng y như cái đầu tóc của các bạn vậy đó.
Và trước đây thì Lâm Minh Hải với tôi như vậy là anh em đồng nghiệp đi diễn chú cháu với nhau, biết nhau vậy thôi. Nhưng mà càng làm việc càng lâu với Hải thì tôi cảm thấy là cái sức chịu đựng của em và cái sự chịu khó, hy sinh và yêu thương dành cho bạn diễn của mình. À, anh thấy đó là một cái điều mà anh rất là thích và rất là muốn cảm ơn em. Cái câu đó thì nó hơi khách sáo nhưng mà thật sự là cảm ơn em, chúng ta rất cần những cái điều đó. Còn về cái phần bài này thì thôi, tôi quá là thích. À, từng cái động tác một tôi theo dõi, không có buông cái con mắt tôi ra. Nãy như Đàm Vĩnh Hưng nói, nếu mà có cái chữ tuyệt vời thì Đàm Vĩnh Hưng sẽ nói thêm cái chữ đó nữa đối với một cái tiết mục khác. Còn bây giờ tôi sẽ dùng cái câu đó để nói với các bạn, trên chữ tuyệt vời. Cảm ơn. Và như vậy là chúng tôi xin giữ lại phần chốt điểm của ban giám khảo. Mời bạn lên cân. Số cân cụ của Minh Thảo là 81,2 cân và số cân mới là 79,6 cân. Bạn giảm được 1,6 cân, tương đương với 2%. Như vậy người cuối cùng ngày hôm nay bước ra đây, xin mời anh Quang. Mình là một vũ công, nhưng mà vì cân nặng của mình nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe, những bước nhảy của mình. Chính vì thân hình như thế này mà mỗi lần mà mình đi diễn là đều không được đi và phải bỏ nhiều show. Nhưng mà nhìn lại bản thân thì cũng đã giảm được 8 cân. Mình cảm thấy cũng rất vui. Nhưng mà đấy chỉ là một bước đệm để mình có thể bước tiếp. Do ảnh hưởng bởi 2 tuần trước mình tập bài nên cái lưng của mình nó rất là đau. Khi kéo anh Kiệt và Thắng, lúc đấy mình chỉ có nhìn thẳng mà mình không thể quay lưng lại phía sau. Khúc cua đấy, cái xe đấy nó đập vào tường thì anh Kiệt đã bị đập vào đầu vào tường. Mình rất lấy làm tiếc, nhưng mà anh Kiệt cũng hiểu cho mình. Hai anh em cảm thông cho nhau, động viên nhau để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Tham gia cuộc thi này có 2 điều mà mình cảm thấy mình đã đạt được. Điều thứ nhất là mình đã giảm cân một cách hợp lý. Và điều thứ hai đó là mình được đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp. Mình đã tôn trọng từng phút giây mà mình được đứng trên sân khấu. Tuần trước thì mình đã ăn 2 miếng pizza và đã bị vào vòng nguy hiểm. Thì anh John Huy đã nhắc nhở mình điều này là không được. Trong tuần này thì mình cắt bớt khẩu phần ăn của mình. Và mình mong muốn là tuần này mình sẽ giảm được cân nhiều hơn. Và cũng có một lời cảm ơn đến anh John Huy vì đã nhắc nhở mình để mình có thêm động lực giảm cân và thực hiện bài nhảy thật là tốt. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Head on the wall and now I can't breathe. It never felt so good. Cause I could feel it coming over me. I wouldn't stop it if I could. Well, it takes over. No, you can't deny. Well, it takes over. Yeah. Something's here tonight. Vô cùng sợ cái động tác cuối cùng. Quá sợ, nhanh, quá sợ. Nguy hiểm. Ban giám khảo của chúng ta đang hội ý. Không biết họ rất căng thẳng. Họ nghĩ gì về phần thi vừa rồi? Chúng ta xin mời nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trương Thị Trần. Trong cái bài này thì cái động tác đá chân đó, cái bưng bê và vâng em xoay mấy cái chân và Quang em phải đạp qua thì đúng cái đó là mình gặp một cái vấn đề và rớt xuống. Thì đúng cái bài của mình không được hoàn hảo. Nhưng
anh không có quan tâm về cái bài này, rất là xuất sắc. Wow. It's so wow. Kỹ thuật, cái động tác, cái năng lượng, nó đúng là disco. Đó là cái cảm giác disco muốn chuyển qua cho tất cả mọi người. Chúc mừng. Xin mời giám khảo Đàm Minh Hưng. Vâng, bất kỳ ai cũng vậy nữa. Khi mà mình gặp trường hợp cháy nhà đó, bạn có thể khiêng được rất nhiều cái đồ vật nặng khác nhau, đúng không? Ở đây cũng vậy nữa, rơi vào ngay cái điểm tử rồi, sinh tử rồi, thì các bạn lại thể hiện một cách tỏa sáng kinh khủng khiếp. Trong phần thi nó có một cái rủi ro nhỏ, anh hát nhiều khi cũng vậy, nghe chuyên nghiệp, có một bữa nó cũng bị xét hoặc bị phô một hai nốt, chỉ mình biết thôi. Đó. Cho nên là không vì cái lý do đó mà xét cả một quá trình hoặc cả một bài tổ hợp thi. Nhưng mà anh thấy một điều nè, em ơi, em là một ha, Ngọc Sơn là hai ha, tụi em đang ở vị trí của những người bình thường rồi đó. Thành công rồi. Rất thành công. Ráng thêm chút nữa sẽ đẹp hơn cả Sơn và Quang cũng vậy nữa. Xin mời anh Hoài Linh. Tôi ngồi xa xa nhưng mà tôi thấy những giọt nước mắt của Thùy Vân. Em có gì mà em khóc? Hay là em có bị đau gì không? Té chỗ nào không ạ? Dạ không mà, tại vì em tin tưởng tuyệt đối vào Quang. Và em cho dù Quang có làm sai hay gì em cũng bỏ qua cho Quang. Và em biết là sự cố gắng, nỗ lực giảm cân của Quang rất là nhiều mà nó không được đền đáp lại. Tại vì giờ Quang hầu như là không thể giảm cân được nữa, không thể giảm cân được nhiều nữa. Nên tụi em xác định là lúc nào tụi em sẽ diễn cuối. Nên chung tụi em cũng sẽ lúc nào cũng sẽ hết mình với bài thi của mình. Vì biết là chắc chắn là cuối. Mà cho Trường Giang hỏi là tại sao là không thể giảm cân được nữa? Do trước khi tham gia vào chương trình này thì em đã có một cái quá trình giảm cân là do 5 tháng là em đã giảm được 33 cân. Rồi vào chương trình này thì giảm tầm được một chục cân nữa. Thì đến bây giờ thì có lẽ là cái mức cân của em thì nó chỉ nằm trong là mức cân gọi là thừa tầm 4 đến 5 cân thôi. Thì rất là khó. Và như bạn chia sẻ không, không phải đâu em ơi. Anh nghĩ là không phải đâu. Em đừng có bi quan như vậy. Em cứ nhìn anh đi rồi em sẽ giảm cân giỏi lắm. Anh ngày xưa anh không thừa một ký nào. Anh không thừa một miếng mỡ nào. Em có tưởng tượng là từ Tết cho tới bây giờ anh đã không có mỡ, không có thịt, mà anh xuống gần 7 cân. Là em tưởng tượng là em cũng có thể xuống được như vậy. Tuy nhiên là về cái phần xương của mình nó có to hay không, cái đó nó mới quan trọng thôi. Anh thấy em vẫn còn có thể giảm được. Tại em phải biết chừng nào mình đang tập. Nếu mà mình muốn giảm cân thì đúng, mình sẽ gặp thành công. Mình sẽ giảm rất là nhiều. Xong chừng nào qua một số thời gian mình sẽ gặp một cái mình kêu bằng plateau, là mình chỉ ngang. Đúng không? Thì bây giờ em đang plateau nè. Thì em phải làm cái gì? Em đừng có bỏ cuộc và nói là em không có giảm cân được. Tại em phải cố gắng, sự quyết tâm ở đâu, cố gắng ở đâu, hết sức hết mình. Và tôi nghĩ là khi mà mình còn nắm được hai bên hông của mình mà nó còn nắm vào được một cục như thế này thì bảo đảm em sẽ xuống nữa. Chừng nào mà nắm không được như anh thì hết đường xuống rồi. Vì là da nó đụng tới xương rồi, nó không còn xuống nữa đâu. Tuy nhiên như anh Huy nói là bây giờ nó cứ vậy đó. Bây giờ nó xuống nửa cân, một cân hay là vài trăm gram, ví dụ vậy thôi. Chứ còn để mà xuống ào ạt như vậy thì nó cũng hơi khó hơn các bạn kia. Vâng, và bây giờ tới phần nhận xét về cái phần nhảy. Thì cái bài nhảy của các em rất là đẹp. Chỉ có chệch chọt một chút xíu ngay chỗ cái lúc mà bê đỡ ở đây thôi. Còn ngoài ra là các em đã làm nóng sân khấu. Tôi cho đây là một cái bài mà kết chương trình rất là tuyệt vời. Và chúc mừng Thùy Vân và anh Quang. Xin cảm ơn ban giám khảo. Mời hai bạn bước lên cần. Số cân cũ của bạn tuần vừa rồi là 74 cân. Số cân hiện tại là 72,8 cân. Bạn giảm được 1,2 cân, tương đương với 1,6%. Xin chúc mừng. Xin mời anh Quang quay trở lại sân khấu. Ngọc Sơn, mời bạn quay lại sân khấu cùng với Minh Thảo. Kính thưa quý vị, hiện tại Minh Thảo và anh Quang là hai người nằm trong top nguy hiểm. Ngọc Sơn hiện tại là người thấp điểm nhất, 9,9 điểm. Và bây giờ sẽ là thời khắc quyết định. Giám khảo sẽ đưa ra điểm dành cho Minh Thảo.
và điểm số dành cho anh Quang. Và hiện tại phần trăm giảm cân của Minh Thảo là 2% và phần trăm giảm cân của anh Quang 1,6%. Bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên dành cho Minh Thảo. Xin mời Minh Thảo, cái anh tiết mục được sáng chói kìa. Được sáng chói đêm nay. Tôi đã cho được một người mà có lẽ là lần đầu tiên tôi cho cái số điểm đó. Và bây giờ số điểm này tôi vẫn giữ đó cho Minh Thảo, đó là 10 điểm. Wow, quá đỉnh. Xin mời anh Trốn Thúy Trần. 10 điểm. Wow. Anh Đàm Vĩnh Hưng, chắc nghĩ tôi nghĩ không cần hỏi tôi đâu. 10 điểm, xin chúc mừng bạn. 30 điểm. Gan ghê sợ. Gan nó gan ghê trời. Phải không? Phải không anh? Tôi định cho 11 lần đó chứ sao mà cho 10 vậy? Cảm ơn ban giám khảo. Ba cùng số 10 còn chỉnh giống như bạn vậy Minh Thảo à. Và tổng điểm là 12. 12 điểm. Xin cảm ơn Minh Thảo. An toàn rồi, lên đây ngồi. Còn lại 2 thí sinh. Ngọc Sơn, bạn được bao nhiêu điểm? Em được 9,9 ạ. Hiện tại phần trăm giảm cân của anh Quang là 1,6%. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trôn Huy Trần. Xin mời anh. Nếu em được vượt qua và vô vòng tiếp theo, em phải nỗ lực hơn. Nỗ lực hơn. Tại tuần trước em nói em sẽ làm và gặp em lại ở đây. Anh chấm bài câu em 8 điểm. 8 điểm. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Người thì quyết tâm mình sẽ được 6 múi. Tôi muốn coi Hương Ngọc Sơn làm được không. Mong còn người nữa là em nói em không còn giảm cân được nữa thì anh cũng không tin. Cho nên là anh muốn giữ luôn cả hai trở lại để coi thử các em có quyết tâm hay không thôi. Còn mình làm không được mà mình đổ thừa hoàn cảnh đó là anh không có thích. Và anh cũng quyết định để em 8 điểm. Hai, số 8. Điểm 8. Cả hai bạn có số ký bằng nhau. 74 ký, 74 ký. Nó hơi như có một lạng thôi, không vấn đề. Ai trở về với cuộc sống bình thường cũng đều cảm thấy rất là tự hào, tự tin với số ký và số cân mà đã giảm được hiện nay với thân hình đẹp như thế này. Một số điểm rất đặc biệt từ tôi cho 9 điểm. Wow. Và điểm trung bình của giám khảo dành cho anh Quang là 8,3 điểm. Cộng với điểm giảm cân nghĩa là 9,9 điểm. Hai bạn thí sinh đều có số điểm bằng nhau. Và kính thưa quý vị là hai bạn đang nói với nhau là hai anh em mình về à. Muốn về lắm à. Và đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên xảy ra hai bạn đều nguy hiểm. Và bây giờ sẽ như thế nào? Cả hai cùng ra về hay cả hai cùng ở lại? Chúng ta sẽ chờ đợi sự quyết định từ ban giám khảo. Các bạn có thể nhìn thấy một điều rất rõ ràng là một sự công tâm và chính xác và rất là độc lập từ phía chúng tôi mới có kết quả như thế này. Bây giờ nó chính kết quả này làm khó lại chúng tôi một lần nữa đây. Và chắc là phải xin ý kiến của một người thông thái nhất là danh hài Hoài Linh. Rồi. Theo anh thì sẽ làm thế nào anh? Thông thái nhất mới chứ gì nữa. Thôi bây giờ vậy nè, để cho nó công bằng. Thôi kêu vậy cho nó thân mật, bị chú quen rồi. Hai đứa là bằng điểm nhau mà diễn tốt như nhau. Chiều cao cũng bằng luôn kia. Bây giờ vậy, để cho nó công bằng, chú sẽ xin ban tổ chức không phải là giữ lại hai người. Bởi vì nếu bây giờ nói thực sự, nếu giữ lại hai người mà tuần sau các cháu cố gắng hơn thì nếu mà các cháu hơn những cái người mà còn ở lại đây á thì tụi chú cảm thấy rất là có lỗi với những người này. Thì để cho công bằng riêng hai cháu thôi thì chú ý kiến vậy. Bây giờ sẽ xin một cái nền nhạc, mỗi người biểu diễn riêng một cái phần của mình, cùng trên một nền nhạc đó biểu diễn như thế nào tự do tùy. Được không? Ok ông Sơn. Ngọc Sơn sao? Ok ạ. Ok. Các bạn sẽ phải tự thân vận động, tự một mình nhảy, không có người hỗ trợ. Và ai sẽ là người nhảy trước? Vâng, anh Quang sẽ là người nhảy trước. Quang với Sơn tập trung nè. Khoảng 8 lần 8, anh sẽ kêu bạn tiếp theo vô. Xong anh sẽ kêu hai bạn vô.
and battle. Và kính thưa quý vị, tất cả đã sẵn sàng. Rất thú vị, chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là người đi tiếp và ai sẽ là người ở lại. Âm nhạc bắt đầu. Chắc chắn rằng là 6 phần này còn khó hơn lúc nãy nữa. Nhìn nét mặt của anh Hưng là tôi biết đang rất khó khăn để lựa chọn. Vâng, đúng như lời Trường Giang nói, rất là khó đấy, không phải đơn giản đâu. Tuy nhiên, với con mắt của những người làm nghề lâu năm và giải trí lâu năm, chúng tôi có thể nhìn ra được ai xứng đáng hơn ai. Về anh Quang, em đã làm hớp hồn mọi người ngay những cái bước đầu tiên liền. Động tác rất là chặt và rất là sắc nét. Tiếp theo đó là Ngọc Sơn cũng làm cho mọi người bỡ ngỡ, nó kịch tính hơn và nó lạ lẫm hơn. Và em rất là đa dạng trong động tác của em luôn, không bị một màu. Và cái ao của em nó hoàn toàn tuyệt vời, đó là cái kết thông minh. Tuy nhiên động tác của anh Quang đó nó sắc lắm, rất là sắc và rất là chặt chẽ. Nhưng em bị lặp đi lặp lại có một động tác một đó thôi. Đó. Xin mời anh Tôn Huy. Đúng, hai bạn battle rất là tuyệt vời. Hai thế loại khác nhau, walking và popping, và hai bạn thể hiện đúng cái sở trường của hai em. Về phần của tôi là một diễn viên sân khấu, tôi nhìn cái biểu cảm của từng người. Về anh Quang, trong cái cách diễn của em rất tự tin, nhưng gương mặt nó hơi hoang mang. Còn Ngọc Sơn thì tôi không biết sao, nhưng mà bạn rất là hồn nhiên, bạn thoải mái, bạn biểu cảm cái gương mặt của con trong từng cái nét nhảy. Mà kể cả hai người, Linh còn nhớ giống như là một cái trò chơi ngày xưa mà mình còn ở dưới quê, giống như hai con dế đang đá nhau thì nó rất là ngộ nghĩnh, mình rất là dễ thương. Bởi chính vì cái điều đó, bây giờ tôi cũng nói thiệt với các bạn là tôi không muốn người nào phải bước chân ra về cả, nhưng cái luật chơi của mình buộc chúng tôi phải làm như vậy. Cái sự chọn lựa của tôi đã có. Tôi không biết là có trùng ý với lại hai bạn này không. Bỏ phiếu đi. Vậy bỏ phiếu kín đi. Và bây giờ giám khảo của chúng ta sẽ bỏ phiếu kín. Họ sẽ viết tên người ở lại. Và Ngọc Diệp đi lấy phiếu. Thưa quý vị, là đây là một điều mà tất cả những người làm chương trình của chúng tôi chưa hề nghĩ rằng sẽ xảy ra. Và ngày hôm nay đã xảy ra. Hai người cùng có số điểm như nhau. Và chỉ có một người ở lại mà thôi. Chúng ta hãy chờ xem ai sẽ là người ở lại. Và đây là kết quả. Và chúng ta sẽ có 3 phiếu. 3 phiếu của 3 vị giám khảo. Và cái tên đầu tiên đó chính là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn, bạn được 1 phiếu. Và phiếu thứ hai. Nếu như chiếc phiếu thứ hai này là tên của Ngọc Sơn, chúng ta không cần đọc phiếu tiếp theo. Còn nếu như là anh Quang, chúng ta sẽ còn đọc một lần nữa. Trớ trêu định mệnh đã xảy ra, đây là anh Quang. Một điều. Và trên tay Ngọc Diệp là lá phiếu cuối cùng từ ban giám khảo. Mời em đọc đi Diệp.
thưa quý vị, là đến ngay tận bây giờ vẫn chưa biết ai là người ở lại và ai là người phải ra về. Xin mời các thí sinh hãy cùng xuống sân khấu chia sẻ giây phút rất hồi hộp và căng thẳng của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng động viên cho họ thật nhiều nhé. Anh Trường Giang giao cho em một cái trách nhiệm mà rung quá. Vâng, không làm mất thời giờ của tất cả mọi người nữa, Ngọc Diệp xin được nhờ các thí sinh còn lại nhìn xem đây là ai và cùng lên tiếng nhỉ. Ngọc Sơn. Đó chính là lựa chọn của giám khảo. Như vậy người phải ra về sau buổi tối ngày hôm nay đó chính là anh Quang. Những giọt nước mắt đang rơi. Rơi không phải vì họ không vượt qua được bản thân mình để mà đi tiếp, mà rơi là họ phải ra về và không gặp lại được những người bạn ở trong ngôi nhà chung nữa. Anh Trường Giang ơi, Ngọc Diệp cảm thấy là nước mắt ở trên tất cả các gương mặt của những thí sinh, cho dù là người ra đi hay ở lại. Chúng ta sẽ cùng nghe vài lời chia sẻ từ người phải ra về, đó là anh Quang. Xin mời anh Quang. Thì đây là một cuộc chơi. Từ gì thì em nghĩ là mình cũng đã có một cái phần nỗ lực giảm cân. Thì đây thì khi mà lúc em đi về là em vẫn giữ cái nỗ lực đấy. Và em chúc mọi người thi thật tốt. Dù mọi người luôn khen em là nhảy tốt, nhưng mà em vẫn luôn nhìn thấy mọi người tiến bộ từng ngày. Nên em mong là sẽ được xem, về nhà sẽ được xem nhiều tiết mục hay hơn đây nữa. Để hai em thi một chặng đường thật là tốt. Mọi người cố lên. Kính thưa quý vị, họ rất nỗ lực, họ rất giỏi, giỏi về việc chiến thắng bản thân mình. Và tất cả những điều này sẽ còn hấp dẫn hơn nữa vào những số tiếp theo. Hãy đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 21 giờ 15 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.